Hay, rất hay, rất tuyệt vời. Xin chào cô nương. Tại hạ đây đứng nãy giờ trên nóc nhà, nghe cô nương thổi sáo khiến trong lòng tại hạ đây thực sự rất là rạo rực. Tiện đây ta có một bài thơ xin tặng cho cô nương đây đó chứ hả? Được, đại nhân cứ nói đi. Nàng hãy nghe đây. Chim kia đậu ở trên cành, rụng lông xuống đất thấy lòng nao nao. Thích em rồi phải làm sao, tào lao mà vẫn ra thơ tuyệt vời. Dạ, cảm ơn vị huynh đài đây đã tặng cho ta một bài thơ. Và nhân đây ta cũng đáp lại chàng một bài thơ, chàng nghe nhé. Gió thu thổi rách áo dài, nắng xuyên qua lá trọt vào mắt em. Em đây chưa có chậu nào, muốn được cảm giác ngồi vào mát đa. Mát đa là của người ta, anh đây chỉ có si ti tuyệt vời. Dạ, em đây cũng muốn được mời xem si ti ấy tuyệt vời ra sao. Vậy thì ta xin mời nàng đi xem con ngựa Honda City đời 2018 bản 1.5 V-top của ta. Wow, xe đẹp quá anh ơi. Xe của ông bạn anh á. Cút 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 cút. Cút đi.